À, chị hiểu như vậy nè. Có nghĩa là bây giờ á là chị sang tên nhà cửa đó qua cho em để hợp thức để em đi vay ngân hàng cho chị đúng không? Rồi sau đó là em sang lại cho chị thì cái quyền sở hữu căn nhà đó vẫn là nhà của chị mà. Chị hiểu. Cho nên á em làm sao mà để nó tiện lợi cho em để mình đi vay ngân hàng cho nó nhanh á thì em cứ làm giùm chị nha. Ừ, cái chị lu bu quá à. Ha. Ờ, có gì á thì em cứ alo cho chị ha. Ừ, cảm ơn em nghe. Bye bye ha. Ủa? Ủa về nào mà đứng đó đứng tin vậy con? Dạ, con về nãy giờ rồi. Nhưng mà con thấy mẹ nói chuyện điện thoại nên con mới làm phiền. Ủa, mà mẹ tính bán căn hộ cho ai hả? Mẹ định bán cái căn hộ đó để trả tiền cho cậu Trương. Trả tiền cho ngân hàng cậu Trương, không có muốn dính dáng gì với cậu hết. Vậy không mấy, mẹ lấy tiền của con á, mẹ trả cho cậu Trương đi. Với lại á, mẹ để căn hộ đó lại đi. Mốt mà có giá hả, bán nó cao hơn. Con nghĩ sao vậy? Mẹ đi vay tiền á là để chuyển cái tiền đó trả lại cho con. Rồi bây giờ tự nhiên mượn tiền của con để trả cho cậu Trương như vậy là đi lòng vòng á, mẹ không có muốn. Con nghe mẹ nói á hả, là sẽ chuyển nhượng cho chú nào đó để giúp mẹ làm giấy tờ. Ừ, đó chỉ là chuyển nhượng tạm thời để hợp thức giấy tờ đi vay ngân hàng. Lãi suất thấp con hiểu chưa? Rồi mới lấy tiền đó trả qua ngân hàng của cậu Trương. Mà cái chú này á, mẹ quen mười mấy năm rồi, người ta không có lừa gạt mẹ đâu. Nhưng mà con thấy... Thôi, đây là việc riêng của mẹ. Mẹ biết mà, không có sao đâu, con đừng có lo. Về mệt rồi, đi lên á, thay đồ, rửa mặt rửa mày đi rồi xuống mày dọn cơm cho ăn nha. Dạ, vậy con xin phép. Kỳ thiệt á, anh thấy cái chuyện này kỳ. Rõ ràng là tính mẹ từ xưa tới giờ anh hiểu. Mẹ không bao giờ tin người nhà, huống hồ chi mẹ lại tin người ngoài, còn giao cho người ta đứng tên một căn hộ luôn chứ. Thì biết đâu cái người ngoài đó là cái người quen đáng tin của mẹ. Nhưng mà em nghĩ nha, nếu mà có đáng tin cách mấy đi nữa thì mẹ cũng không nên giao cả tài sản cho người ta vậy. Thiêu lắm. Theo em nghĩ nha, thường á thì họ có một cái cách nói chuyện rất là thuyết phục. Dù con mồi có tỉnh táo như thế nào hay cẩn thận như thế nào đi chăng nữa thì họ cũng sẽ bị sập bẫy mà thôi. Vậy hả? Ủa? Để đi hỏi mẹ. Ê, đừng. Anh đi hỏi mẹ rồi mẹ nói em nhiều chuyện rồi làm sao? Lỡ mẹ hỏi anh sao anh biết chuyện này rồi anh trả lời với mẹ làm sao? Hả, thằng em trai nhiều chuyện. Ủa, không lẽ em làm chuyện tốt mà bị mẹ xử sao? Nói chuyện nhỏ nhỏ coi. Chị, hay là giờ vậy đi, để bảo vệ nhân chứng phi lân. Nếu mà mẹ có hỏi á, anh cứ nói em nói. Ừ, sao được? Sao không được? Nếu mà mẹ hỏi em á thì em sẽ nói anh hai của em nói. Không lẽ bây giờ mẹ chạy qua bên tới bên quán mẹ hỏi anh hai sao? Em ơi, anh ở với mẹ từ nhỏ tới lớn, anh biết tính mẹ, biết đâu được mẹ chạy qua bên đó thiệt đó. Ờ hả? Mẹ biết nhà em mà. Ai chứ mẹ có thể đó. Ừ. Thôi, vậy thì em sẽ dặn anh hai em. Sao? Nói anh hai em á là nghe em được một người bạn kể, mà cái người bạn đó là có quen với một người mà quen biết với cái người mà muốn lừa đảo mẹ. Ủa? Hiểu không? Nhưng mà rối quá vậy. Em nhưng nghĩ mà ý là nó xa xa như vậy đó là mẹ sẽ không có kiên nhẫn để mà đi hỏi đâu. Vậy đi. Em nghĩ á, chị nói với mọi người nói dối lòng vòng như vậy đi, em tin mẹ sẽ bỏ cuộc và không bao giờ hỏi nữa. Mẹ. Gì? Đọc sách hả? Ừ. Trời ơi. Cái gì vậy? Sao không thấy cuốn sách này mày đọc đi đọc lại hoài vậy? Mày đọc mấy năm nay chưa xong nữa. Thì con thử đọc đi. Tại con không biết á, chứ càng đọc càng thấm nha. Thú vị lắm đó. Con cũng nên học cách đọc sách đi. Người ta nói á, người đọc sách là sống được 1000 cuộc sống trước khi chết. Còn người không đọc sách á, là chỉ sống một cuộc đời thôi. Con hiểu sơ sơ đó mẹ. Sơ sơ cái gì? Hay là mai mốt á, em bé đẻ ra con đọc sách cho em bé nghe mà. Sao mấy đứa con tôi nó ngộ ghê, nó không có giống tính tụi gì hết trơn. Phải tao nhã, phải thanh cao, hiểu không? Mẹ. Gì? Con có chuyện này muốn thưa với mẹ. Chuyện gì vậy? Hay là hai vợ chồng con á đăng tin bán nhà phụ mẹ nha. Thôi. Chứ con thấy mẹ đưa cho người ngoài hoài, con thấy mẹ mệt mỏi mà cũng không tin tưởng được nữa. Con Dạ Lan á đăng tin nó bán nhà, người ta kéo tới y xèo luôn kìa. Mẹ tiếp hoài mệt muốn chết luôn à. Thôi đi. Thì cái chuyện đó, chị Dạ Lan là khác, còn có chuyện con khác. Hay là con để số điện thoại của con, có gì người ta gọi cho con dẫn người ta đi coi nhà, khỏi làm phiền tới mẹ. Ê, nghe cái mùi giống như là thằng Phi Lân nó nói gì á phải không?
hay là con Đăng Thanh nói xấu mẹ đâu. Hai đứa nó nghe chuyên môn cấu kết với nhau nói xấu mẹ sau lưng nghe. Mẹ không có thích cái kiểu như vậy đâu. Con nghe nó đi là không có được đâu á. Dạ đâu có nói gì đâu mẹ. Phía lưng Đăng Thanh không nói một câu nào hết. Tại vì con thấy mẹ lao tâm khổ trí hoài nên con giúp mẹ thôi. Thôi đi, mẹ nhờ người ta Đăng bán phụ mẹ rồi. Bên chỗ này á nghe nhiều mối làm duyên lắm, nói cả là mua liền luôn. Mà lúc mày bán được ha, mẹ sẽ cho con một số tiền để con làm quỷ đen. Khi mà có quỷ đen rồi á, đừng có hớ một cái là đem tiền đi cho vợ nghe chưa. Giữ kỹ cho riêng mình nghe không. Mẹ là tâm lý số 1 luôn á. Ba cũng nói con y chang vậy luôn á. Gì? Có nghĩa là không có quỷ đen hả? À, con nói giỡn. Không, con nói giỡn. Thiệt không? Không có. Con nói chuyện với ba vụ đó đâu. Xạo quá, mày binh ổng nè. Có đâu. Thôi ra ngoài đi. Để mẹ điện thoại mày đâu rồi ta. Nói chuyện dạ. Vụ này mẹ mới nhớ. Ngưng đọc sạch qua gọi cho chú Phúc. Ra ngoài đây mẹ nói chuyện chú Phúc một chút. Dạ, nhưng mà con nói lại nha. Nếu mà bán không được á, con chỉ đăng tin phụ cho mẹ đó. Mày nhây quá à. Đi đi. Dạ, con đi nha. Phúc hả? Ngày mai hả? Ừ, vậy thì làm ngay thủ tục giùm chị, càng sớm càng tốt nha. Ồ, chị đang rất cần đây nè. Ừ, cảm ơn em nhiều nghe. Nguyên một cái căn hộ, bà làm như bó rau vậy á. Bà đem bà đưa hai tay bà dâng hết cho người ta. Biết rồi. Mà nghĩ tới cái chuyện nghe, nguyên cái gia sản mình mà rơi vô cái tay thằng Phúc đó. Trời ơi là mất hết trơn luôn, cái con ra đường ở con kinh. Công nhận nó mình, nó tên Phúc mình. Mà tại sao nó kỳ với nó, có Phúc gì mà nó phản Phúc với em dữ vậy mình. Cái thằng đó tôi không có ưa nó ngay từ ban đầu là bà một cái bà tin đó. Còn ba đứa nữa, làm sao biết mẹ của bay bị như vậy mà lên trên phòng công chứng quậy tan nát trển vậy? À thì lớn nói với con nghe nè ba, nên con biết như vậy á. Tối hôm qua con cố tình nghe lén điện thoại của mẹ nói chuyện với ông Phúc đó đó. Phúc hả? Chuyển ngay thủ tục giùm chị, càng sớm càng tốt. Ngày mai nghe. Cảm ơn em. Chị chờ đó. Rồi sáng hôm nay nè, tụi con biết mẹ thế nào cũng lên phòng công chứng. Tụi con cố tình nghỉ học nghỉ làm hết, đi theo mẹ. Đúng như câu ông bà người ta nói đó ba, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Dạ, thật ra tụi con cũng chỉ là phân dân 50-50 thôi. Tại nếu mà mẹ không bị gì á, thì tụi con chỉ bị la thôi à. Còn nếu mà bị gì á, thì hả, tụi con sẽ nhào vô tụi con cứu kịp thời. Lúc mà em thấy tụi nhỏ tới á, các em tưởng nó phá em. Trời ơi, em chửi quá trời luôn mình. Cái sao đó em, cái mất nói công an. Điều tra lòng vòng, cuối cùng thằng Phúc nó khai con. Nó nói nó lừa trót lọt hai vụ rồi. Vụ này là vụ thứ ba, nếu như nó thành công là được vụ thứ ba nữa mình. Ba là thiệt là cũng còn có phước á, chưa mất của đó. Hai thằng đàn ông có đi là phải rồi. Mang bầu vậy đó, cũng chạy đi theo tụi nó làm chi vậy? Rồi lỡ có chuyện gì rồi sao? Tự sinh luôn đó ba, tự đòi đi luôn đó ba. Ba, tại vì anh Tôm với lại Phi Lân nó nóng tính. Lỡ lên đó kiếm chuyện với người ta gây lộn đánh lộn chứ sao, cho nên con phải đi theo chứ. Rồi chắc dám can à ha, có chuyện gì rồi biết tay tôi. Yên tâm đi, có hai người này ở đây làm gì con có chuyện gì được. Mẹ xin lỗi tụi con nghe. Nếu mà không gặp tụi con á là mẹ gặp rắc rối lớn rồi đó. Nhất là Phi Lân nè, mẹ xin lỗi nghe. Mẹ tưởng đâu là con đi theo phá mẹ. Trời ơi may quá có con á. Dạ không có gì đâu mẹ, mà mẹ có quýnh con ở đó con cũng không có giận mẹ nữa. Tại trước khi lên tụi con đã bàn tính với nhau hết rồi. Ủa vậy hả? Nhưng mà mẹ thắc mắc tại sao tụi con biết mẹ bị lừa vậy? Bởi vì mẹ cẩn thận lắm nghe. Mẹ bắt nó ký luôn cam kết mà. Dạ, mẹ có ký mà không có đi công chứng thì cũng hả không có giá trị pháp lý đâu. Với lại mẹ biết không, tại mẹ của con hồi đó bị họ hàng lừa mất một số tiền nên mẹ con buồn lắm. Con không muốn mẹ Ngọc buồn giống như vậy nên con... Cảm ơn con nhiều nghe. Thật ra là tiền mua căn hộ á là tiền của ba mẹ dành dụm từ hồi trước tới bây giờ. Với lại vay thêm ngân hàng mới mua được. Mà bây giờ á, lỡ mà bị lừa một cái nha, chắc mẹ chết mất quá con à. Cảm ơn Lân nhiều nha con. Mẹ. Mẹ làm gì mẹ cảm ơn Lân hoài, con vợ chồng của nó làm chi? Thì cảm ơn tụi con, chị chưa? Dạ, nói gì nữa chứ. Mà em nghĩ vậy nè mình. Từ hôm nay á, cái chuyện mà mua nhà, bán nhà gì đó em giao cho ba đứa nhỏ này lo giùm em hết. Sợ rồi, kinh nghiệm rồi. Không, tôi thấy tốt nhất ba đừng bán gì nữa trơn. Thôi mà,
tụi con chịu không? Dạ cũng được mà. Vậy thì bữa nay mẹ sẽ đãi tụi con ăn nè, mà đi nhà hàng đi. Thiệt hả mẹ? Không được, không được. Tụi em còn run rẩy gì nè, sợ quá à. Ra đường gặp ai cũng sợ bị lừa. Mình cũng đi nhà hàng con, mình ăn ở nhà để cho tiện, tiết kiệm. Trời ơi, lâu lắm rồi cả nhà mình mới được mẹ đãi đi ăn nhà hàng. Vậy mà mẹ suy nghĩ lại nhanh quá. Tiếc ghê luôn. Là một ngày đẹp trời ánh mang, mang về đây là bao tia nắng. Đẹp dịu dàng và thật lung linh, xinh thật xinh là em. Và một người ngập tràn yêu thương bên cạnh anh từ khi thơ bé. Người từng ngày tạo tần chăm lo, xin gọi tên mẹ anh.